Các bạn ơi, hôm nay chuẩn bị cho muội một cái bữa cơm rất là thịnh soạn nha. Cơm rong biển nè. Bây giờ mình sẽ đem ra cho bọn muội nha. Muội ơi, muội ơi. Muội với cậu ba làm gì vậy? Đang đói bụng quá trời nè. Đang đói bụng hả? Chưa ăn cơm hả? Đây, cơm rong biển. Trời ơi, thích chưa? À, có thịt chà bông với xúc xích nè. Nè, Ủa, không ăn đũa hả? Không lấy đũa gắp. đũa gấp đây cậu ba, gấp gấp cần Cậu ba tay. gắp, muội bóc đi. Muội muốn bóc à. Rồi, một cục cơm chấm vô rong biển. Bỏ gì xúc xích lên. Còn gì nữa, muội ăn Măng thêm hả? chà bông nữa. Muội cuốn lại được không? Có rồi. Cầm. Muội dùng hai tay á muội. Muội dùng hai tay muội cuộn lại. Được không? Được không? Các bạn nè. Ồ, muội khỏi cuộn. Muội ăn kiểu mới. Rồi, đó luôn. Đã vậy. Bỏ vô miệng ăn luôn. Tới cậu ba nha. Tới cậu ba. Ở cậu ba bị bế cơm rồi. Kỳ vậy. Trời ơi. Cậu ba là con chim mỏ vàng. Không ăn rong biển cậu ba. Rong Cậu biển ba cuộn ngon lắm. à, Đúng rồi. ông mà con mẹ Vậy nè. Ngồi lớp cậu ba tạm Đây lớp nè. mà Vậy nè. hả Cơm nè. Từ từ để mẹ làm cho. à. Cậu ba với muội không có biết gì trơn á. Rồi lạp xưởng nè. Một miếng trà bông nữa nè. Ngon rồi. À, rút rít nó lộn nó lộn. Đây là cơm cuộn kim chi, mời các bạn nha. Thôi Gớt 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 lạc xưởng ở xong cái mỏ chim à, ăn đi, ngon ngon. Muội ăn đi, muội ngon ăn đi đó, con, ăn đi để trong đói biển phải bụng. ngon, mặn mặn ngon, Ừ, trong biển vừa ăn luôn đó. ngon quá. Ăn đi để đói bụng. À Để muội cuộn cuộn ăn mới ngon. à Để muội cuốn muội ăn mới ngon. Muội cầm chặt vô để gớt nha. Con Rồi, được không? cuốn được chứ. À Thêm chà bông, muội phải thêm chà bông. Rồi, thưởng thức mặn mặn không? Nó mới ngon. Ừ, mặn mặn mới ngon. Mời các bạn nha, cùng ăn cơm rong biển với muội. Wow. Ôi, nguyên hột luôn hả? Dạ, Trời ơi, muội ăn nguyên viên cơm, tao cậu bự ba không lầu luôn. nè, Cậu ba gấp không có được gì cầm trơn. hỏi, mình sẽ lấy tay bóc trở về. Đây. Cậu ba bóc tay giống Đây, muội mời luôn. các bạn nha. À, ngon ha. Bye bye. Muội đâu mất tiêu rồi. Trốn à. Muội đi đâu rồi muội? Trời ơi, muội lấy cái mỏ chim của muội đeo vô. Ăn tiếp đi, ăn tiếp đi. À, tự ăn đi, tự cuốn đi. Có mấy lá rong biển cho cuốn đã luôn. Nè, cậu ba đắp gấp cái này nè. Rồi, đúng rồi. À, đi. Mời bạn ăn, tôi đây không chờ bạn nữa, Thôi, giờ bà đi ăn muội nha. ăn liền. Để Ăn chống mỏ. nha. Cái mỏ nhỏ quá mở không ra hả? Được rồi, ok. Ngon không? Ngon không? Ngon, ngon, ngon quá. Thôi bye bye các bạn nha. Chào tạm biệt. Cảm ơn mẹ đã. Muội cảm ơn mẹ làm sao? Cảm ơn mẹ nha. Cảm ơn mẹ về chuyện gì? Nè, cảm ơn gì cái này. Mẹ đã làm một mâm cơm rất là thịnh soạn cho muội đúng không? Dạ. Nào giờ muội đâu biết ăn cái cơm rong biển này phải không? Nay mới biết à. À, cô ba làm gì vậy? Mười gấp trời mong cái đó giống tha rơm làm tổ á.